Thực ra là chúng ta cũng đã xem Real trong 3 trận vừa qua ở La Liga. Và ngày hôm qua thì em cũng có xem một chút trận đấu giữa Real và Las Palmas, mặc dù em không xem hết. Nhưng mà em có cảm nhận rất là rõ là thế này này. Vấn đề của Real vào lúc này chính là cái sự gắn kết giữa những cầu thủ ở trên hàng tấn công mà thôi. Thực ra là chúng ta cũng đã xem Real trong 3 trận vừa qua ở La Liga. Và ngày hôm qua thì em cũng có xem một chút trận đấu giữa Real và Las Palmas, mặc dù em không xem hết. Nhưng mà em có cảm nhận rất là rõ là thế này này. Vấn đề của Real vào lúc này chính là cái sự gắn kết giữa những cầu thủ ở trên hàng tấn công mà thôi. Chứ còn hàng tiền vệ của họ đá cũng không tệ lắm. Ngày hôm qua họ cầm bóng rất là nhiều ép sân đối thủ. Nhưng cảm giác là cái mối liên kết giữa Vinicius và Mbappe nó không có. Họ cứ ít khi chuyền cho nhau lắm, tức là họ cứ cầm quả bóng và đột phá dứt điểm thế thôi, chứ còn chúng ta rất ít khi nhìn thấy những cái pha đập nhà phối hợp gì đó giữa Vinicius và Mbappe. Nó rất khác cái cách mà Vinicius đã chơi cùng Benzema. Vinicius lúc mà chơi Benzema, anh ta có một cái sự kiêng nể nào đó nhất định với Benzema, và anh ta cầm quả bóng và nhìn về phía người đàn anh của mình. Cái điều thứ hai nữa là thế này này, Mbappe không phải là mẫu cầu thủ chơi phối hợp tốt như Benzema, Đúng đúng không ạ? rồi. Thế nên là mọi thứ nó cứ khó khó với nhau ấy, tức là nó không không tìm ra cái sự đồng Với điệu. cả có một cái điều nữa này là thực ra mà nói nhá thì Mbappe ở Paris Saint-Germain ấy thì anh ấy chưa bao giờ thích trong cái vai trò số 9 cả. Đã có một giai đoạn là Luis Enrique để cho ở Paris Saint-Germain ấy thì để cho Mbappe đá số 9. Và hai cánh của Paris Saint-Germain là những cầu thủ vừa trẻ vừa kỹ thuật, một bên là Dembele, một một bên còn lại là một cái tiền đạo rất trẻ của Paris Saint-Germain. Đó thì cái giai đoạn đó thì Mbappe cũng không thoải mái trong vai trò số 9 đó. Thì chúng ta đều biết rằng là sở trường Mbappe là cái vị trí lệch tiền đạo cánh trái cơ, để thể hiện được tất cả những cái vũ khí tốt nhất của cầu thủ này với tốc độ và kỹ thuật và khả năng đi bóng và cắt vào vòng cấm. Nhưng Mbappe số 9 chưa giờ hay. Và đã có một giai đoạn mà chúng ta thấy rằng là Luis Enrique phải đổi sang sơ đồ 4-4-2 để thỏa mãn cái vị trí yêu thích của Mbappe là đá tiền đạo lệch chứ không phải đá số 9. Đấy, và bây giờ chúng ta thấy rằng là ở Paris Saint-Germain thì Mbappe là ông vua mà, nên Luis Enrique còn phải thay đổi sơ đồ theo cái sự yêu thích của Mbappe. Nhưng bây giờ ở Real Madrid thì đương nhiên Mbappe là người mới đến thôi, anh không bao giờ có một cái vị trí được xác lập như ở Paris Saint-Germain. Và bây giờ chúng ta đều thấy rằng là trong những cái trận đấu đầu tiên, ba vòng đầu tiên của Real thì cái vị trí của Mbappe là số 9. Còn cái vị trí mà Mbappe yêu thích nhất ấy, là tiền đạo lệch cánh trái thì là của Vinicius. Thì đương nhiên là không bao giờ là ông Ancelotti ông ấy có thể là đảo Mbappe sang số 9 và đẩy Vinicius vào đá xuống đảo Mbappe sang đá cánh mà đẩy Vinicius ở đá số 9 được. Đó, thế nên anh ấy không xem Real đá tại vì thực ra mà nói cái giờ nó muộn quá, 2:30 là cái giờ mình gần như là khó có thể xem được. Đó, thế nhưng mà những cái gì diễn ra trong quá khứ của Mbappe chúng ta đều thấy là anh không hợp với vai trò số 9. Thì không biết là cái vấn đề đó liệu có theo Mbappe sang Real Madrid không, và nếu trong trường hợp mà cái sự không phù hợp trong vai trò số 9 đó, nếu mà nó cùng Mbappe sang Real Madrid thật, đó thì sẽ là một vấn đề mà Mbappe phải xử lý. Tại vì là bây giờ không thể yêu cầu ông Ancelotti ông ấy đẩy cầu thủ này sang đá tiền đạo lệch trái như là ở Enrique làm ở Paris Saint-Germain được. Tại vì Vinicius chúng ta cũng đều biết là thích đá ở vị trí bên đó. Thì không thể đẩy Mbappe sang để kéo Vinicius vào đá số 9 được. Thì anh nghĩ rằng đây sẽ là một cái vấn đề lớn mà Ancelotti cần phải giải quyết, là làm sao để sử dụng được Mbappe ở một cái vai trò số 9. Thực ra là ngày hôm qua Mbappe cũng đá rất là nỗ lực. Anh ta đã có những cái pha đi bóng khá thanh thoát. Nhưng ở cái pha dứt điểm cuối cùng thì anh ta vẫn đang có một vấn đề gì đó. Đấy thì cái câu chuyện về mặt tâm lý cũng là một cái câu chuyện rất lớn. Với một người ghi rất nhiều bàn thắng như Mbappe, một người ở đẳng cấp rất cao như Mbappe, mà khi gặp tâm lý nhá, có những cái rắc rối về mặt Đúng dứt điểm, rồi. thì chúng ta mới có thể hiểu được rằng là đá ở vị trí tiền đạo nó khó khăn như thế nào, không Thế hề đơn giản một chút thế mà nào thấy cả. Ronaldo hay nhỉ? Ừ đấy. Ronaldo không phải ngẫu nhiên mà Ronaldo sang Real mà ngay lập tức xác lập cái vị trí số 1. Tại vì bây giờ với cái mức giá như vậy và với một cái sự kỳ vọng lớn như vậy thì Mbappe mà cứ tịt ngòi 3 trận rồi đúng không? 3 trận La Liga không ghi bàn rồi. Cứ thêm độ 2 trận nữa xem là căng thẳng đấy. Anh Đấy, ai cũng nhìn vào là căng thẳng đấy. cần thêm Rabiot, anh nghĩ sao? Thực ra thì chúng ta thấy là tuyến giữa của Man United bây giờ đã có Ugarte rồi. Và đây là cái bảng đồng mà chắc chắn là rất nhiều những cái cổ động viên của MU kỳ vọng. Chúng ta đều biết rằng Ugarte là cái người mà
mang cái tính chiến binh rất là lớn ở cả Paris Saint-Germain lẫn đội tuyển Uruguay. Mọi chỉ số về tắc bóng, đánh chặn, thu hồi bóng của anh đều nói chung ở đội tuyển Uruguay cũng hàng top, và ở Ligue 1 trong cái mùa giải vừa rồi nó cũng hàng top cả. Và anh nghĩ rằng là cái bản hợp đồng đó là cái bản hợp đồng mà gãi đúng cái chỗ ngứa, cái điều mà MU còn đang thiếu nhất trong mùa hè này. Tại vì chúng ta đã ngồi với nhau mấy chương trình rồi đúng không Quân, và chúng ta đều nói là cái vị trí tiền vệ phòng ngự là cái vị trí mà MU cần tăng cường nhất. Thế bây giờ họ tăng cường rồi, đúng rồi đó. Thế nên là anh nghĩ là có Ugarte rồi, và thì nhiều khả năng sẽ là Ugarte đá với cái Kobbie Mainoo. Ở phía trên chúng ta vẫn còn Bruno Fernandes, vẫn còn Mason Mount. Đó thì anh nghĩ rằng là Rabiot là thôi, nên tập trung vào những cái gì đang có là được rồi. Rõ ràng là Ugarte sẽ là một cái sự bổ sung rất là quan trọng của Man United ở giai đoạn sắp tới. Và em vẫn khẳng định ở trên We Speak Football rằng đây là bản hợp đồng quan trọng nhất của Man United ở mùa giải này. Và nếu như mà Ugarte chơi được giống như cái việc mà anh ta chơi ở Copa America ấy, cùng với đội tuyển Uruguay, thì em nói thật, hàng tiền vệ của Man United sẽ rất đáng gờm ở mùa giải năm nay. Đúng. Bởi vì họ, cái chất sáng tạo của họ đã có sẵn rồi. Bây giờ họ cần một người chơi đơn giản nhưng hiệu quả ở khu vực giữa sân nữa. Chiến binh. Đúng rồi. Bạn Ken Pro này, theo hai anh thì bốn đội ngoại hạng Anh có đi tiếp ở Champions League năm nay không? Theo tôi thì Man City, Liverpool và Arsenal sẽ đi tiếp. Còn Aston Villa thì cũng phải chờ đợi xem là họ sẽ đá như thế nào. Bởi vì kinh nghiệm ở Champions League luôn là một cái vấn đề rất lớn dành cho những đội bóng lâu rồi không tham dự giải đấu này. Chúng ta còn nhớ Newcastle ở mùa giải năm ngoái, lực lượng rất ngon nhưng mà không đơn giản để đi tiếp, đúng không ạ? Aston Villa cũng chúng ta thấy rằng là cũng không phải dễ đâu. Aston Villa trông thế thôi mà ra đá Champions League mùa trước, mùa này không phải đơn giản. Mùa trước thì Aston là cũng vào tới, anh nhớ không nhầm là tứ kết hay là bán kết UEFA Conference League rồi. Vâng. Nhưng đó là câu chuyện khác. Còn Champions League là một câu chuyện khác. Thế nên anh đồng ý là những cái đội bóng như Man City, Arsenal và Liverpool chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn là so với Aston Villa. Rõ ràng là chúng ta đang đánh giá rất là cao Man City rồi. Họ rất là khó để trượt khỏi top 8 đúng không ạ? Liverpool thì cũng có rất nhiều kinh nghiệm ở giải đấu này. Mặc dù năm ngoái thì họ không được đá vì rất là nhiều lý do, nhưng là năm nay thì họ lực lượng tốt hơn rồi, huấn luyện viên cũng tốt rồi. Em thấy rằng là cái sự bổ sung của họ cũng không tệ lắm. Mamardashvili đến rồi, Kiaza đến thì cũng là một sự bổ sung. Biết đâu lại có những cái tai nạn xảy ra với Luis Diaz, với Mohamed Salah thì họ vẫn có những cái phương án nữa. Đúng không ạ? Năm nay Gravenbeck đã bắt đầu hòa nhập hơn. Em nghĩ con thế. Đá chính. Đúng rồi. Con đá chính. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng. Còn Arsenal thì chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi là họ sẽ được đánh giá cao rồi. Đúng không ạ? Mà Quân lý nhá, Arsenal nhá, dạo này mua nhá là toàn mua ông cao thôi. Toàn mua ông cao to thôi. Đấy, em lý mà xem nhá, mùa trước thì họ mang về Kyo nhá cũng cao to. Mùa này thì họ mang về Calafiori nhá, cũng cao to. Thêm ông Mikel Merino ấy cũng 1m88. Toàn mang những ông cao to về thôi. Đó, mà anh nghĩ là đây là một cái chiến lược của Arsenal đấy, chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Em đi mà xem tất cả những bản hợp đồng của họ gần đây, trong khoảng 2 năm trở lại đây, đều là những bản hợp đồng mà có chiều cao rất tốt. Đó, Declan Rice mùa trước đúng không? Cũng là một cái người có chiều cao thể hình rất tốt. Mùa này thì Calafiori thì chúng ta đều biết rồi, và ngay cả tân binh mới của họ là Mikel Merino thì cũng là 1m88, người mà đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho Tây Ban Nha thắng Đức ấy. Đó, và không phải ngẫu nhiên mà chúng ta thấy rằng là cái tình huống cố định của Arsenal đang là đội bóng có nhiều bàn thắng nhất từ tình huống cố định, từ những pha phạt góc ấy. Vâng. Mùa trước họ là đội ghi nhiều bàn nhất từ những quả phạt góc, và mùa này với cái việc mà tiếp tục mang về những cái cầu thủ mà cao lớn như thế, chỉ kể Kai Havertz mùa trước mang về cũng là những người mà toàn chiều cao tốt thôi. Thế nên chúng ta, nếu mà chúng ta xếp một đội hình Arsenal bây giờ nhá, thì cái đội hình họ bây giờ phải nói là có chiều cao rất khủng. Cái tầm vóc và cái sức vóc của Arsenal ấy nó trội hơn rất nhiều so với những cái năm trước đây. Để ý mà xem.